Gần đây trông ông cắt giày ha. Mà sao ở đây cô bán sớm quá vậy? Ở đây bán quen rồi đó má, cô bán quen rồi giờ cô bán luôn. 4 giờ rưỡi sáng các bạn. Tôi thật sự với các bạn là chưa bao giờ tôi đi ăn cơm vào giờ này. Nhưng mà nghe nói ở ngay gần nhà tôi có một hẻm 241 Nguyễn Văn Đồn có bán cơm tấm ngon lắm. Cô bán từ 4 giờ rưỡi cho đến đâu đấy 8 giờ sáng là hết rồi. Thử nhá. Người dân lao động ở trong này đi làm sớm vậy sao? Muộn quá là giờ này họ mới đóng. Mình chỉ đi bộ đi ăn cơm. Đây rồi các bạn, cô mình cũng đi đến cái địa chỉ, cái hẻm cơm tấm. Ý, sườn nướng, Ở đây ông bán sớm nhỉ? Sườn đây trông ông cắt dày ha. Thơm lắm mọi người, thơm lắm, Đây, đây là quầy bán hàng cơm của cô. Chào cô. Chào con. Lần trước con ra ăn hụt 8 giờ mà cô nói là hết hàng. Hôm nay con quay lại. Hôm qua mà con đi ra cô cũng nghỉ, cô đâu có bán. Dạ thế ạ. Ngày hôm qua cũng ngoài lần đông, cô nghỉ một ngày rồi. Bữa nay cô có bán lại. Đây là xíu mại. Đúng rồi, ở đây thịt quay kho với hột vịt. Quay kho hột vịt này. Cô bán ở đây được lâu chưa cô? À, hơn 40 năm rồi. Hơn 40 năm ở đây luôn hả? Vì mẹ của cô bán hết 30 mấy năm rồi. Dạ. Rồi cô bán thế mẹ cô này được 4 năm rồi. À, đây là cái chà... đó là khô chà bông á. Khô chà bông này là chà bông cá. Cá ạ. À? Wow, miếng sườn to ấy chứ. To bằng nửa đĩa cơm luôn. Một đĩa sườn bì chả đây cô bán nhiêu tiền hả cô? 37.000 ạ. Sườn bì chả 37, còn sườn không thì bao nhiêu ạ? 27.000. Sườn không là 27. Có lẽ đây là quán cơm tấm rẻ nhất trong toàn bộ series trải nghiệm cơm tấm của tôi. Không những rẻ mà chất lượng và định lượng còn rất ổn. Đặc biệt là sườn nướng, nó mềm mọng, thấm vị và thơm phức. Nếu bạn thích ăn mỡ giòn thì gọi thử món thịt quay kho hột vịt này, ăn cũng rất là hay. Cơ mà cái việc dậy sớm đi ăn vào lúc 4 giờ rưỡi sáng này vẫn phải nói thật là tôi chưa quen lắm. Ăn cảm giác nó vẫn cứ hơi ngang ngang, dù chất lượng đồ ăn rất đỉnh. Nếu là bạn, bạn có dậy sớm để trải nghiệm thử quán cơm tấm này không? Với tôi thì rất xứng đáng đấy nhá.